Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với video ngày hôm nay. Thì hôm nay Vinh với chị Ngọc Anh cũng là có thêm hai vị đồng viên đồng nghiệp ở trong cùng công ty luôn B&W Realty Group. Thì hôm nay uh, mình xin hai bạn giới thiệu cho khán giả coi là hôm nay và hai bạn là ai. Này. Xin chào mọi người, uh, mình tên là Mỹ Dung hiện tại Dung đang làm uh, real estate agent ở, ở thành phố Houston, Texas cũng như là những uh, thành phố lân cận của công ty BNW. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uyển, huyện là Real Estate Agent của B&W Và hôm nay mình đang có mặt tại Lakeview Retreat tại khu vực Richmond, Texas uh, Rất vui là được tham dự video của chị Anh và Vinh ngày hôm nay Chị Anh muốn giới thiệu không? <laughs> chị chắc quen rồi <laughs> Nhưng mà uh, mình tên Ngọc Anh uh, Mình với Vinh á, là chuyên môn làm những cái video về uh, nhà cửa hoặc là về cuộc sống ở houston Texas để uh, những bạn mà uh, chưa hoặc là sẽ mua tới đây á, thì có cái khái niệm về cái uh, nhà cửa ở đây làm sao trường học làm sao đúng không rồi chợ búa hay là cái gì thì uh, nếu mà ai có câu hỏi gì á, thì cứ uh, comment ở dưới hoặc là nhắn tin riêng cho mình hoặc là vinh thì tụi mình sẽ tiếp tục làm những cái đề tài đó uh, Mỗi lần làm thì có thể cố gắng mời uh, những cái khách mời khác nhau. Uh, thì hôm nay á, là cũng vô tình thôi, uh, thì là mời được hai hai em uh, sinh gái của BNW Realty. <laughs> uh, tụi mình đang ngồi ở Lakeview Retreat là một cái khu nhà uh, community rất là lớn uh, mà cái điểm đặc biệt ở đây á, là nó rất là gần Bel Air thành ra đó là tụi này là đang đang muốn giới thiệu với mọi người tới cái khu này à, những cái uh, benefit hay là những cái uh, ít lợi gì khi mua nhà ở đây um, và nó gồm có những cái floor plan gì ok à, ai muốn nói trước à, thì để Vinh hỏi uh, Uyển trước đi uh, Uyển nghĩ sao về cái khu vực này và nó nó có những cái lợi ích như thế nào và có những cái gì đặc biệt và cái khu này nó có mà những cái khu vực khác nó không có về cái khu vực này á, thì Uyển thấy á, là về location là quan trọng nhất vì nó nằm ngay tại trước uh, xa lộ West Park um, mà mình cũng cần phải đi xa rồi cái thứ hai nữa cũng là location là nó nằm giữa Bel Air và Katy uh, uh. rất là tiện lợi đi đi về phía Bel Air cũng 15 phút và đi về Katy cũng chỉ có 15 phút nên nó giống như là một cái thành phố một cái khu vực nằm giữa mà mình có thể đi đâu cũng uh, thuận tiện trường học ở đây á, thì cũng nằm ở tầm khá tốt Um, và ở đây họ đang develop khu vực Richmond nó thì nó giống như là một cái gọi là một cái New Sugarland vậy đó nó 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 gầm kế bên đi và kế bên Sugarland và nó đang đang phát triển và cũng giống như là rất là nhiều uh, người người ta đổ vào đây những người ngoài tiểu bang hoặc những người mà họ không muốn ở những cái khu như Sugarland họ đi ra ngoài đây thì có nhà mới đẹp hơn đó là những, những ưu điểm ở đây uh, ngoài ra thì cái community này thì họ cũng có một số cái tiện ích cho những uh, người dân sống ở đây là cũng có những cái khu vực community chung mọi người có thể ra chơi hồ bơi hoặc là dắt uh, giống như dắt uh, con đi dạo hoặc là dắt dắt thú đi giống như chó đi dạo ở đây thì cũng có những cái khu vực như vậy cho gia đình nha. Yeah. Uh đó là một điểm về cái location là tại sao mà cái khu vực này nó 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 là cái khu vực xứng đáng để mà mua ở một cái điểm khác nữa là khi mà mình mua những cái khu nhà mới đó thì từ thường xung quanh đó là chợ búa hoặc là những cái khu shopping đó cũng chưa có hình thành nhiều cho mấy thì uh, với cái khu đặc biệt cái khu này thì chợ xung quanh đã bắt đầu rất là tấp nập rồi cho nên uh, Uh, dung nghĩa là cái vấn đề mà mình khi nào mà mình uh, mình mua hoặc là mình cho mướn lại nó sẽ dễ dàng và nó sẽ được giá hơn là những cái khu khác khu vực Lakeview retreat này đó thì cũng đang có một cái uh, benefit rất là đặc biệt đặc, một cái promotion rất là đặc biệt dành cho các bạn nào mà đang có ý định mua nhà mà cũng như là uyển nói đó là cái location quá tốt đi đúng không nằm giữa bao le nằm giữa KT, nằm giữa fusion đúng rồi và nhà thì nhà mới các bạn đó cho nên các bạn sẽ biết được là khu nhà mới thì rất là an toàn, sạch sẽ, đó, rất là an ninh, rất là đẹp. thì uh, nó có cái promotion rất là đặc biệt là cho dành cho các bạn mua nhà, nó có tất cả 6-7 cái floor plan khác nhau, có những cái giá tiền khác nhau, uh, cái floor plan thì có nhiều cái floor plan nó sẽ là open concept với nhiều cái floor plan là nó có kitchen bên rồi phòng khách một bên, đó chẳng hạn vậy thì nó có những cho đủ mọi khách hàng, ai mà thích cái kiểu nào thì cũng có nhu cầu hết thì không biết là chị ngọc anh thấy sao về cái khu vực lake retreat này chị cũng mê lắm rồi đó. <laughs> chắc ra mua hai ba căn như hồi <laughs> nãy có có nghe nói là chị ngọc anh sẽ mua một căn đúng không căn lake view lake view uh, ở đây có còn mấy căn lake view uh, giới thiệu vậy chắc mỹ dung nó hơi buồn vì nó cũng muốn giới thiệu khách nó mua nhưng mà thực ra là nó còn rất là nhiều nhà inventory uh. để mình lựa chọn À, trong đó có mấy căn let view và cái giá ở đây chị thấy rất là ok, đúng không? À, từ khoảng 310 mấy ngàn cho tới uh, 330 ngàn, 338 ngàn là cao nhất à, Ít khi nào mà cái thời điểm này mà mình tìm được cái căn nhà mới, mới xây hoàn toàn mà với cái giá đó à, Ví dụ như cái căn mà mình đang ngồi đây là bốn phòng ngủ à, mà có 333 hả? 330 là uyển với lại Charlie đang làm open house căn nhà này thì rất là đẹp floor plan rất là open một lầu diện tích là 1.700 square feet nếu mọi người có câu hỏi gì về chi tiết thì cứ nhắn tin bốn chị em tụi mình tụi mình sẽ trả lời hết nhưng mà quay trở lại cái giá đó đối với chị là cái giá đó rất là tốt Đúng là rồi. tại vì có 300 mà nhưng mà mình ở được nhà mới À, gần bao le gần chợ nhưng mà là cái khu trường học tốt không có phức tạp tại vì nếu mà mình ở thuộc về bao la đó thì quá phức tạp đúng không hoặc là nhà quá cũ nhớ không những đúng căn rồi. nhà mà mình dẫn khách đi co 300 ở dưới bao la đó trời <laughs> ơi già hơn chị nữa nhưng mà ở đây 300 ngàn thôi mà là nhà mới xây à, mà chạy về có 15 phút rồi, chạy chỉnh cái chừng mấy phút là ra 10 a đúng không thành ra rất là À, ngoài ra đó thì ở đây còn cái promotion là em biết không em biết chứ ừ. còn ở đây nó có cái promotion đó là nếu như các bạn đi chung với lander của builder thì các bạn có thể được tới up to là 10 ngàn để mà phụ giúp tiền closing cost ừ. đó ngoài ra là các bạn mua những căn nhà mới như thế này nó cho các bạn luôn tủ lạnh nè cho luôn máy giặt máy sấy nè. Ừ. rồi tất cả những cái thứ khác như là microwave hay là bếp nấu nướng hay là máy rửa chén thì cái đó là standard rồi ừ. đó ngoài ra là các bạn có thêm cái sprinkler system để mà tưới cỏ nữa, ừ. quá tốt luôn. Ngoài ra đó là còn cái garado opener ừ. chị mới hỏi uh, BJ á thì là cái đó cũng cả ngàn đó, vừa mua với lại vừa à, mướn người install là cũng cả ngàn. Thành ra khi mà mình dọn vô cái nhà này á, là mình chỉ đem cái nệm vô ngủ thôi à ừ, <laughs> Khỏi cần tốn tiền mua uh, tủ lạnh mấy mấy giấy cái đó là phải đi mua chắc chắn luôn Nhưng mà builder này rất là nice là cho Thành ra mọi người nên nhớ là những cái promotion đó OK ừ. Vậy thì Vinh hỏi Uyển một câu nè là tại sao á, mà mình uh, những khách hàng mà đi mua với cái giá tiền này họ cũng có thể mua được những căn nhà khác bự hơn đó nhưng mà nó sẽ bị cũ hơn thì cái cái sự khác biệt giữa mua nhà cũ và mua nhà mới nó nó như thế nào và và giống như là nếu theo uyên theo uyển á thì nên mua nhà mới hay là nên mua nhà cũ uyển thì cái gì cũng thích mới hết giờ <laughs> <laughs> yeah, yeah. 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 cái càng mới càng tốt nhưng mà thật sự như uyển hiện thấy á khách thì cũng mỗi người một có một cái uh, thợ thích khác nhau có những người người ta thích ở nhà xa ở những khu xa và nhà cũ nhưng mà họ cảm thấy là cái căn nhà đó dành cho họ thì giống như mình hay nói là mình Mary cái hao của mình vậy đó uh, không biết mình sống bao nhiêu năm đi nhưng mà mình ở trong căn nhà mình cảm thấy nó là một cái hôn suối hôn của mình thì uh, nó cũng theo nhu cầu của mỗi người thì giờ khách mua nhà cũ vẫn có nhưng mà nhà mới á, được một cái là mình không cần phải sửa chữa gì hết mình không cần phải bỏ quá nhiều công sức vào đó tại vì bây giờ nhà cũ ở trong khu vực của mình là cũng phải từ cũ từ năm 10 năm ừ. thì những cái như như là roof đi hoặc là foundation chắc chắn là sau này á, càng cũ thì nó càng sẽ có nhiều cái vấn đề mà nó khó mình rất là nhiều tiền còn nhà mới á, mình dọn vào mình không cần phải sửa gì hết mà thật sự nó cũng theo một cái phong cách nó cũng khá hiện đại tại vì builder ở tại uh, Texas hiện giờ họ đang Nói thiệt là, là mình thấy là cái cách build nhà của họ hiện giờ rất là đẹp Cái layout và cũng như cái exterior, interior của họ làm là rất là up to date uh, Nên mới vậy là tại sao mình không mua một căn nhà mới Thì chỉ có một cái là tùy theo cái người mua họ cảm thấy là Thứ nhất là về cái vị trí, location họ thích hay không Thứ hai nữa là cái floor plan họ có cảm thấy ưng mắt hay không Và cuối cùng nữa là họ cảm thấy là họ vô một căn nhà đó Họ cảm thấy họ không cần phải như quá nhiều uh, sửa chữa cũng giống như là họ không cần phải lo nghĩ vấn đề mà mạng thang nó như thế nào thì lúc nào thì Nguyễn cũng khuyên là nên đi với nhà mới đúng yeah. rồi mà nhà mới thì mới có được mấy cái promotion giảm 10 000 rồi. rồi cho mấy tủ lạnh ừ. rồi mấy giặt máy sấy chứ là nhà cũ làm gì được mấy cái đó nhỉ ừ. <laughs> à, có một cái điểm mà uh, là nhà mới với nhà cũ nó nó khác một cái điểm nữa là uh, nếu như mà mình uh, mình mua một cái căn nhà mới đó là chúng muốn thêm vào cái phần này uh, là khi mà mình mua một cái căn nhà mới thì thường thường đó, uh, cái cách mà người ta build nhà những cái tường hoặc là những cái điện người ta đi nó rất là khác với cái nhà cũ cho nên là mình, khi mà mình mua cái căn nhà mới thì nó sẽ tiết kiệm điện cho mình rất là nhiều tại vì nó nó là energy efficiency cho nên là một một cái điểm đó, nó rất là quan trọng khi mà mình mua cái căn nhà mới ừ thì thôi video này cũng dài rồi thì xin um, đúc kết ở đây thì khu Lakeview Retreat các bạn thì các bạn nhớ khu này vực này nha nếu các bạn có thêm câu hỏi gì thì xin các bạn hãy nhắn tin cho bốn chị em chúng mình đó thì chúng mình sẽ rất là vui vẻ để mà giải quyết những cái thắc mắc cũng như là giải đáp những cái câu hỏi của các bạn tư vấn cho các bạn mua được một căn nhà rất là đẹp thì xin hẹn là gặp lại các bạn ở các video lần sau bye bye, bye.